Chào các bạn, hôm nay đầu năm mới 2024, tất nhiên là đầu năm dương lịch, tôi ra pha cốc cà phê rồi làm thực nghiệm nhỏ đầu năm các bạn về linh phù. Lần trước đang thực nghiệm dở đúng không, bây giờ ra thực nghiệm tiếp. Chờ nước sôi đọc một tâm sự của một bạn mà thường mọi người viết dài là tôi không để ý đâu. Bạn này viết từ tháng 8 nói chung cứ viết dài dài là tôi không đọc, mình bận không có thời gian. Nhưng mà hôm qua bạn ý nhắn thì tự nhiên mình để ý, mình thấy một tức là bạn cũng có để ý đến kim tự tháp của tôi và bạn cũng đo. Tuy nhiên là có những cái quan niệm hoặc là nhìn nhận nó chưa đúng đắn lắm. Tức là bạn nhìn nhận là mọi thứ nó là lý luận âm dương cân bằng. Có nghĩa là bạn bảo là trong nhà thì cũng phải có khí âm. Nên là bạn bảo là cái linh vật phẩm khí dương của mình trái lý luận trên. Tức là theo quan điểm của bạn, trong nhà là phải có cả khí âm, khí dương. Thực ra là bản chất bạn không hiểu về cái kim tự tháp cải tiến của tôi, và thường tôi không muốn nói ra, tại vì là mình càng nói ra càng bị nhái mà các bạn. Thì cái nhầm lẫn của bạn về trong nhà là có mạch khí âm dương thì bạn nhầm lẫn hoàn toàn, vì bạn không hiểu về địa khí. Mình không thể cái gì cũng mang cái cơ thể người ra so sánh. Cơ thể người thì cân bằng âm dương, ok. Còn khí của đất thì các bạn phải đảm bảo nó ở cái mức nó vừa phải với khí người. Tức là khi các bạn đo cái trường khí của người, các bạn sẽ thấy là nó ở trong cái khoảng thông thường các bạn nhé. Nó cũng gần như đất thôi, cái khoảng 400-600. Cái người nào năng lượng cao thì dương cao ấy các bạn, thì người ta có thể lên khoảng 500-600. Tôi cũng không nhớ là cái đo gần đây của tôi là bao nhiêu. Nên là cái khí đất nó cũng thế, nó thường nó tương hợp với cái khí của cơ thể người. Mà nếu cái khí nó cao quá nên tôi mới nói là cái khí mà nó lên 500-600, à không quên, 900-1000 chẳng hạn, nó cao vút lên như thế thì nó sẽ gọi là triệt tiêu cái khí của con người. Nên là con người lúc đầu mới lên thì thấy cái khí đấy thì như kiểu lên núi thứ, những nơi khí dương cao thì thấy nó khỏe khoắn, nhưng mà càng ở lâu thì nó lại càng tiêu hao cái năng lượng đi. Nên là cái hiểu về cái khí âm dương này là hiểu chưa đúng. Cái thứ hai là cái kim tự tháp của tôi là mình cải tiến là nó vượt qua cái tiêu chí đo đạc thông thường, nên là bạn mang cái tư duy thông thường ra đo thì nó không chính xác. Tại vì không hiểu cái quy trình cải tiến của tôi mà. Quy trình cải tiến là cái kim tự tháp bình thường là cái góc nhọn là nó có sát khí này. Thì cái kim tự tháp của mình đầu tiên là phải triệt tiêu cái sát khí tự thân của cái kim tự tháp đã. Thì cái linh phù nó phải có cái chức năng đó. Xong sau đấy cao hơn là cái linh phù của mình phải đẩy được cái khí dương lên. Các bạn hình dung không? Nhưng khí dương lên, các bạn xem những cái clip của tôi, đầu tiên là tôi cải tiến nó chỉ được 1-2 vòng, không, sau đấy bây giờ là rất nhiều vòng. Thì cái khí dương nó lên rồi, thì nếu khí dương lên nó mạnh quá, các bạn hình dung không? Khí dương lên rồi, nó mạnh rồi, nhưng mà nếu nó mạnh quá cái cơ thể của mình thì nó lại không tốt, thì mình lại phải cân bằng. Cân bằng bằng lúc là khi tôi làm kim tự tháp là khi lúc cái mình đặt đá ấy, mình lại phải truyền cái khí dương của mình vào. Mình truyền làm sao để nó cân đối, tức là nó cân đối giữa cái linh phù đang tăng rất cao thì nó phải lại phải kéo xuống. Nên là
Cái này khó diễn đạt với các bạn lắm, tại vì nó rất nhiều cái thủ thuật ở bên trong để cho cái khí khi các bạn đo bằng IMF nó không lên vút lên được 9.000, không lên được 900, không lên 800, 900, mà nó chỉ tăng lên nếu các bạn đo chính xác ở trong vòng lab là nó lên khoảng 500-600 ở cái kim tự tháp này. Dương khí thì rất mạnh nhưng mà cái địa từ trường thì nó lại được giữ ở cái mức cân bằng. Các bạn hình dung không? Nó là một cái thủ thuật làm kim tự tháp nó rất là khó, không đơn giản là cứ việc cho đá đổ keo như bình thường, mà mình phải đảm bảo nó đưa ra tiêu chí là dương cao mà lại địa từ trường lại bình ổn. Cái này thì chi tiết hơn thì tôi sẽ nói trong cái khóa cái này thì nói trong khóa công cụ nâng cao thì sẽ hợp lý hơn. Lúc đầu tôi định cho vào, tại vì bạn cũng nói về hóa giải huyền không, nhưng thực ra là cái này là bạn chưa hiểu về huyền không, chưa hiểu về hóa giải, nên là tôi sẽ cho vào cái khóa công cụ đo đạc, tôi nói sẽ hợp lý hơn. Bây giờ đi thực nghiệm tiếp đã. Đây là cái bát nước tôi để linh phủ từ mấy hôm trước, không biết được một tuần chưa, nó có vẻ hơi xanh xanh một chút này, muối thì tan hết rồi, có vẻ hơi xanh xanh nước đặc đặc này. Tôi sẽ lấy ra tôi đo xem bây giờ nó đã bị mất hỏng hay là mất năng lượng chưa. Có một tấm thì đốt và một tấm không đốt, nhưng mà đốt rồi thì vì cái này không có màu nên là hầu như không cảm thấy nó ảnh hưởng gì. Các bạn thấy không? Có vẻ nó vẫn nguyên. Nhiều kiến thức thì sẵn sàng chia sẻ cho các bạn miễn phí, nhưng mà những kiến thức nó nâng cao chuyên sâu hơn thì phải chia sẻ vào khóa học. Ngay cái khóa huyền không tôi đang làm, lúc đầu tôi định sẽ cho khóa chuyên nghề, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ hết những cái kinh nghiệm hóa giải thực chứng, nên là tôi sẽ không cho, tôi sẽ thành khóa bán riêng. Những cái bạn mà chuyên nghề thời gian đầu muốn học thì phải mất tiền, vì những người đấy là được giảm giá nhiều, mà các bạn giảm giá nhiều mà lại đi nhái đồ của mình, nên bây giờ muốn học kiến thức chuyên sâu thì phải mất tiền. Còn những bạn mà mới đóng học phí chuyên nghề 150 thì vẫn sẽ được học. Còn những người trước là vì có tiền sử xấu là nhái đồ của mình nên là muốn học phải mất tiền. Tôi đã đi tìm hộp giấy là để lấy ra trên mặt bàn thì nó hút bớt nước, thì mình đo cho nó chính xác. Đây, hai tấm trên mặt bàn các bạn nhé. Tôi sẽ đo tấm bên này trước để cạnh nhau đo không ảnh hưởng. Ai học tầm long và có kỹ năng thì sẽ hiểu là để cạnh nhau, nhưng mà nếu mình đo cái nào thì nó cũng không ảnh hưởng. Còn ai không biết thì người ta thắc mắc thì thôi kệ, tôi cũng không giải thích được nhiều. Cái này là nửa bên trên này, không biết là nửa này ngày còn trước, hôm trước là đốt nửa này hay nửa nào tôi cũng chả nhớ đâu. Mình chẳng quan tâm. Nửa đầu tiên bên trên nó vẫn còn lên khoảng 30 rồi. Nó lại còn không bị âm. Mình gập vào nó còn không bị âm. Thế linh phủ giấy gập là nó bị âm nữa. Cái này vẫn đẩy dương. Mình xem cái thứ hai ở nửa bên dưới này. Nhìn nó cũng chưa bị gì. Bị cắt, bị gập. Nó vẫn dương. Chứng tỏ nó vẫn rất mạnh. Bây giờ đấy, các bạn cứ muốn âm phá hỏng, bây giờ trừ khi không biết là bây giờ tôi đi mài luôn, bây giờ không phá được thì đo hơi bức xúc, bây giờ tôi mang ra tôi mài. Linh phủ này tôi làm công nghệ là nó có hai lớp đồng đè lên nhau rồi ép chặt, nên là tôi đi mài cái cho nó xước cái mặt ngoài xem có hỏng hay không. Đây là cái gọi là linh phù loại cũ thôi, thì nó yếu đi đây này, đấy phải mài mài hỏng thì nó mới đứng im bằng không các bạn nhé.
tức là mình phải mài hỏng, hoặc là giống như bạn kia chắc là phải đốt, nhưng mà cái đốt của bạn kia là vì cái linh phù mới nó có cái mực in, các bạn thì chắc là cháy hết cái mực in thì nên là nó cũng bị về không. Cái này thì đốt không được mà đấy, phải mài hỏng. Mài hỏng thì nó cũng chỉ về không chứ nó cũng không âm cơ các bạn nhé. Mài nóng mà nó đau vào tay. Đấy, thực nghiệm cho các bạn. Lần này thì tôi thực sự vứt chứ tôi cũng chả ngâm nữa. Phá hỏng thì nó cũng chỉ về không tác dụng. Nhưng là muốn để, nhất là nó trong bọc cái bọc keo này để cho nó thành âm thì rất là khó. Tuy nhiên là từ cái ý tưởng của bạn ý thì tôi mới làm thêm cái chấn trạch vào đây. Có nghĩa là phiên bản này nó vip hơn một tí, nhưng mà đảm bảo là bạn có vô tình chôn vào điểm âm thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nữa. Đấy, mình phải phòng ngừa rủi ro. Nên là tôi cập nhật lên cái trang linhkhí.vn này, một số bạn tất nhiên mình nói thì cũng nhưng mà cũng đúng, tức là vào đòi tư vấn phong thủy mình báo giá 25 đã không làm được, không có tiền làm nhưng lại muốn bảo hành thì tôi làm trang hồ sơ phong thủy. Bạn muốn bảo hành thì 240 mấy đấy, mình báo giá cụ thể luôn. Tức là tại sao có cái giá bảo hành nó phải cao, vì mình phải thẩm định mà các bạn, tức là mình phải đến cái lúc họ đặt cái linh khí là mình cũng phải kiểm tra, phải quay đúng ngày giờ, đúng không? Muốn bảo hành thì phải làm quay đúng ngày giờ bảo hành, quay lại cho mình, xong mình kiểm tra. Sau khi đặt xong 1 tháng mình đến, mình đến tận nơi đo lại kiểm tra xem có đúng không, thì lúc đấy mới đạt chỉ tiêu bảo hành. Thì muốn bảo hành thì phải như thế vậy, các bạn hình dung không? Sẵn sàng bảo hành, sẵn sàng chơi tới bến luôn, giống như các tập đoàn ký với tôi thôi. Muốn tôi hóa giải tôi đến thẩm định đo lại đảm bảo luôn. Hồ sơ phong thủy chuẩn của tôi là nếu mà chỉ online lập hồ sơ, để trước đây là nếu mà chỉ bán làm linh phù bán đất 30 thì nhiều bạn kêu cao quá, thì bây giờ tôi làm cái hồ sơ 44.5, nó cao hơn một chút nhưng mà nó thành hẳn một hồ sơ phong thủy trên mạng. Bạn có thể cho, nếu muốn bán nhà bạn cho khách hàng xem đấy, cái nhà bạn đã làm hồ sơ phong thủy đã có chứng thực. Tất nhiên là cái chứng thực này là chỉ chứng nhận điện tử và hồ sơ online thôi. Còn bạn muốn đảm bảo, tức là bạn ở đấy, đảm bảo là bạn ở đấy nó cái môi trường mà tôi làm đã hóa giải nó an toàn rồi, tốt đẹp đúng không, kích tài lộc các thứ, thì là 242.5. Nó gồm cả những cái công thẩm định trực tiếp, tôi ghi rõ đó, khảo sát trực tiếp là 75 này, chọn ngày đặt linh khí là 5 này, live tư vấn để đặt linh khí, thì đặt linh khí là mình phải kiểm tra xem đúng thời gian đặt hay không này, rồi đến thẩm định trực tiếp một lần nữa là 75 này, lập hồ sơ là 10 này, chứng nhận điện tử 4.5 này, xong kiểm tra lại lá số thành viên. Mình phải kiểm tra cả lá số thành viên xem là có cái gì xấu hay không đúng không? Nếu mà lá số xấu thì là do số vận nữa. Thì làm xong cái gói này thì thích đảm bảo thì mình đảm bảo đóng dấu luôn. Các bạn hình dung không? Khách kỹ tính thì mình hoàn toàn phục vụ được, và họ muốn đảm bảo về cái mặt khoa học phong thủy mình đảm bảo được, không sao cả. Tại vì thực ra là nhiều người, có thể là nhiều khách hàng đi làm người ta bị các nơi này nơi khác lừa, họ cảm thấy không tin. Còn riêng bên tôi thì, tại vì tôi đã nói rồi là bên tôi là người cấp chứng nhận điện, tại vì là bảo đảm bảo với cá nhân bạn thì đơn giản có gì đâu, ngay cả đại sứ quán tôi còn hẳn cấp hẳn chứng nhận điện tử, cả đại sứ quán còn cấp được các bạn cá nhân là gì mà không dám làm vậy, đúng không? Thách thách nhà giàu.
dịch vụ của tôi thì yên tâm, tại vì thực ra là máy móc kiểm chứng nên mình không ngại. Thứ hai là cái máy móc mình hiểu cách đo, chứ không phải như là giống cái bạn này, bạn đo bạn không hiểu. Hôm trước cũng có bạn là tôi cũng chả bàn luận, tại vì là nói chung một số người thì cũng nghiên cứu nhưng mà nghiên cứu không sâu giống tôi cũng chả nhớ, tại vì thường mọi người cứ nghiên cứu không đúng mà cứ nhắn là tôi cũng chả quan tâm, không tại vì mình không trả lời, tại vì trả lời là họ cứ hỏi hỏi thì trả lời thì gọi là đúng từ hỏi mót kiến thức là tôi sẽ không trả lời đâu. Ví dụ như cái trường hợp mà cậu bạn này bạn nhầm lẫn là bạn trường khí với nam châm, bạn bảo là bạn phát hiện ra là dùng nam châm thì là cái chỉ số đo IMF nó tăng lên nên bạn sẽ lấy nam châm để bạn kích, tức là cái kiến thức nó chưa sâu thì dẫn đến chết người, các bạn hiểu không? Mang cái điện từ trường, mang cái nam châm để đặt ở nhà để kích lên thì chỉ có chết thôi. Tuy nhiên là tôi chả trao đổi, tại vì tự học mót, học công cụ thì cũng không học, xem thì cũng không xem kỹ. Bây giờ muốn kích lên thì mang nam châm ra để kích. Đấy thì rất nhiều người như thế, tức là cũng đi vào nghiên cứu nhưng mà mọi người không đi chuyên sâu, không hiểu được cái gì tốt, cái gì xấu. Không phải cái gì cứ khí cao là tốt, các bạn hình dung không? Những cái này tôi không nói sâu đâu, tại vì là tất cả những vấn đề mọi người mà gặp phải trong vấn đề nghiên cứu mà nói thì tôi cũng sẽ không trả lời, và tôi sẽ càng chuyên sâu thì tôi sẽ càng cập nhật trong khóa công cụ nâng cao đấy. Đấy là có, tự nhiên hôm nay ngồi nói chuyện với bạn nhớ ra có hai vấn đề thì này tôi sẽ cập nhật vào khóa công cụ cho mọi người. Tôi sẽ phân tích ra những cái khi các bạn mới nghiên cứu, các bạn có những cái sai nào, nhầm lẫn như thế nào, tôi chỉ cho các bạn. Chứ không phải cứ nghĩ là thích đo là đo đâu các bạn. Tôi đã nói là nếu mà đo thì nó rất đơn giản, ai cũng đo được. Nhưng mà tại sao bao nhiêu năm không ai đo và tôi phải mất công nghiên cứu nào để nó ra? Hoặc là cái kim tự tháp ấy, hàng nghìn năm qua nó có rồi, rất nhiều người ứng dụng rồi nhưng mà không thành công. Và mình phải cải tiến như nào thì nó mới thành công, chứ không phải thích là cứ đổ đá đổ keo vào. Nó là hai vấn đề khác nhau. Nên là khi bạn nói dùng nam châm để kích thì tôi chỉ nói là cứ thực nghiệm và trải nghiệm. Ấy, nếu các bạn không có điều kiện hoặc không muốn học những khóa học thì ít nhất các bạn phải chịu khó xem kỹ những clip tôi chia sẻ trên bài kênh, vì những cái tôi chia sẻ ra là mặc dù tôi nói khoảng 30 khá chuyên sâu đấy, nếu các bạn xem kỹ những cái clip thực nghiệm của tôi thì chia sẻ khá nhiều, có khi nó phải tầm đến 40-50% về kiến thức, còn hệ thống bài bản hơn thì các bạn xem khóa học. Chứ nếu mà khóa học không học này, clip không xem kỹ thì các bạn nghiên cứu nó sẽ mất công và đảm bảo nó sẽ sai hướng. Tại vì là cái quá trình nó nghiên cứu nó khó lắm, bạn không chỉ thuần túy các bạn nghĩ là đo. Tại vì trong mỗi clip tôi nói một thứ đúng không? Mình đo đạt sai thì phải chịu, chứ bây giờ không phải là ai cứ nhắn thì tôi trả lời đâu, không có cái chuyện đấy các bạn. Kể cả bạn đóng tiền khóa học, nhắn tôi cũng không có thời gian trả lời, tại vì là làm sao đủ sức để trả lời câu hỏi của mọi người đâu. Trong khi là những cái vấn đề nào nổi cộm mà thấy cần cho nhiều người biết thì tôi sẽ nói công khai. Còn những cái nó đi vào quá chuyên sâu thì bắt buộc các bạn phải học, chứ không thể là tôi chia sẻ miễn phí được. Chia sẻ miễn phí rồi nhiều bạn học, thậm chí là có nhiều người, mọi người áp dụng thì không sao, nhiều người là người ta mang cái tư duy xấu sao chép thì chưa nói gì, người ta còn sửa cho nó linh tinh, tức là người ta nói khác đi. Thế là với những cái bạn mà gọi là tư tưởng không vững ấy thì cứ hay hỏi suốt ngày, hỏi thầy ơi người này thế này người kia thế kia, mà tính tôi là tôi lại không thích nói với ai cả, thì làm sao tôi đi suốt ngày tôi đi trả lời như thế được. Nên là mình muốn có kiến thức thì phải thế thôi, một là chịu khó đúng không?
đầu năm chia sẻ để các bạn anh Dung chịu khó xem các clip tôi vẫn làm trên kênh. Hai là khóa học, tại vì bây giờ tôi cũng sẽ tập trung làm khóa học cho đỡ mất thời gian. Ai hỏi gì thì mình gửi khóa học, muốn nghiên cứu thì thế thôi, cho nó nhanh. Muốn có kiến thức chuyên sâu thì mình phải học khóa học.